Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mình mời cả nhà cùng với mình đi dạo phố nha. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, mát mẻ, bầu trời thì trong xanh có nhiều mây. Và sau đó chúng ta vào chợ, chợ Việt Nam. Và chợ này cũng lần đầu tiên mình mới đi, vì nghe nhiều người nói chợ này có rất là nhiều tép ngon á. Mình định hôm nay mua về làm mắm, vì lúc này là cũng nắng nhiều rồi, bớt mưa, cho nên bắt đầu mình làm mắm. Khí hậu nó ấm dần lên mình mới dám làm, chứ khí hậu lạnh mình không dám làm. Cả nhà nhìn xem, hôm nay bầu trời rất là đẹp. Mình thích đi ngắm như vậy lắm cả nhà, rất là thư giãn. Rồi bây giờ mình mời cả nhà xem video vui vẻ nha. Rồi chúng ta tới chợ rồi. Đây là chợ hồi nãy mình giới thiệu đến cả nhà đó. Bây giờ mời cả nhà vào chợ tham quan nha. Chợ này là tên là Thiên Thanh.
cũng trái cây nhiều quá. Bây giờ mình sang Hàn Quốc tìm mua rau cần Mỹ, củ sắn, củ cải, nấm, mình về là nấu nước súp. Thank you.
đi sớm hôm nay vắng khách, vì mình đi sớm vắng khách về mình dễ quay, đông nó mình ngại nó không có quay được. Không biết là bây giờ mình ra ngoài kiếm tiền. À, cả nhà, tép hồi nãy mình mua ngoài chợ nè, 3 phao là 1,4 kg. Mình đem về mình rửa với muối loãng. Mình lấy chỉ, lấy từng con, lấy hết luôn. Như vậy tép mình khi làm nhìn nó rất là sạch và ngon nữa. Rồi mình xả được nhiều nước, rồi xong xuôi rồi mình mới ướp muối với tỏi, rượu cho ngấm khoảng 20 phút, rồi mình chắc bỏ cái nước đó, rồi xong xuôi rồi cái bắt đầu mình cho vào keo, rồi mình cho rượu khác vào. Làm như vậy á, mình không có sợ bị hư, rồi tép nó đỏ đẹp nữa. Cho nên mình chịu khó rửa rượu với muối lần đầu. Lần thứ hai bắt đầu mình để rượu luôn trong tép, rồi mình cho tép vào keo, đợi cho nó ngấm khoảng thêm 20 phút nữa, bắt đầu mình mới đi nấu nước mắm. Mình nấu nước mắm nguyên chất là sử dụng nước mắm Nam Ngư á, cho 1 muỗng đường, dằn tí xíu bột ngọt, mình nấu sôi lên vớt bọt, rồi cái bắt đầu mình để nguội, rồi cho vào keo. Cả nhà nhìn xem nên mình làm được 1 keo lớn và 1 keo nhỏ. Và nước mắm mình đã cho vào rồi đó, bắt đầu đem ra ngoài phơi nắng khoảng 3 ngày. Đó, tép 3 ngày của mình đây nè cả nhà, rất là vàng và ngon. Nhìn rất là hấp dẫn. Cả nhà ơi, video mình cũng khá dài rồi, và xin tạm dừng nơi đây. Mình cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà bấy lâu nay luôn yêu thương xem video và ủng hộ. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video sau.